Đây là 11 cái tên ra sân trong đội xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Chân giữ khung thành vẫn là thủ thành báo số 14 Trần Thị Kim Thanh. Còn đây là đội hình của đội tuyển nữ Philippines. Cao thủ bao gồm thủ thành báo số 1 Olivia Magdaniel. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 này, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị khán giả. 19/20 cầu thủ của Huỳnh Như đánh đầu không được. Đó là pha tấn công đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam. 19/20 cầu thủ trong đội hình của Philippines đều đang chơi bóng ở nước ngoài. Với chính sách nhập tịch thì Philippines đã thực sự trở thành một mối đe dọa cho ngôi vương tại khu vực Đông Nam Á trong những năm trở lại đây. 10 phút đầu tiên đã trôi qua với một thế trận tương đối cân bằng. Nguy hiểm quá! Như vậy là đã có lỗi của Kim Thành đối với tiền đạo của đội bạn. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra thẻ vàng cho thủ môn số 14 của đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là tình huống mà các trung vệ đã để hỏng mất là tiền đạo số 9, đó là Isabella. Rất chính xác. Một cú sút đầy quyết đoán vào góc cao khung thành. Tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Philippines. Kim Thành đã bay người hết cỡ nhưng cũng không thể làm gì hơn. Trọng tài đã thổi phạt đối với Huỳnh Như. Rất hay, đó là pha cướp bóng của Bích Thùy. Bích Thùy vẫn là Bích Thùy, dứt điểm được không? Một tình huống cướp bóng và quyết định đột phá của Bích Thùy. Chúng ta đang chơi một lối chơi rình rập và chờ cơ hội để phản công. Hoàn thành được hai mục tiêu. Rất hay, vẫn là Tuyết Dung. Tuyết Dung, cú sút. Vào, không được. Tiếc quá. Tưởng như bóng đã đập cột dọc để bay vào mép trong, đi vào lưới nhưng không. Chưa có bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thủ thành Sarina đã bắt gọn trái bóng. Đó là pha băng vào dứt điểm của hậu vệ Thu Thảo. Quá nguy hiểm. Đó là cú đánh đầu của Sarina Borden. Bóng đi hơi cao so với khung thành của Kim Thành. Tiếng hô Việt Nam đang vang lên tại sân vận động Smart. Mặc dù bị theo kèm với hai cầu thủ Việt Nam nhưng Sarina Borden. Đường chuyền của Bích Thùy, Huỳnh Như. Của Bích Thùy, bóng đến đúng vị trí của Mỹ Anh. Cùng xem lại tình huống này. Sau khi Huỳnh Như đã dứt điểm và bị đội bạn cản phá, Mỹ Anh đã có tình huống đệm lòng nhưng đã đi vào đúng vị trí của thủ thành Olivia. Chúng ta muốn kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng để nắm nhiều lợi thế vào vòng bán kết. Đây là Mỹ Anh. Đánh đầu. Coi và sau rất nhiều những nỗ lực thì chúng ta đã thành công. Đó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và tinh thần Việt Nam. Bích Thùy một lần nữa lập công cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Quả tạt hết sức khó chịu của Mỹ Anh. Huỳnh Như đã băng vào nhưng không thể chạm bóng. Và một pha đệm lòng vào góc xa của Bích Thùy. Một trong những người chơi ổn định nhất ở SEA Games lần này của đội tuyển nữ Việt Nam. Và một lần nữa màn cover ăn mừng bàn thắng của Mbappe. Huỳnh Như không việt vị. Đó là cú sút bằng chân trái của Huỳnh Như. Sau tình huống cố gắng để tranh chấp với Sarina Borden. Cú sút của Huỳnh Như hơi thiếu lực. Quả treo bóng của Mỹ Anh. Cơ hội. Trời ơi, Hải Linh đã đệm bóng đi ra ngoài.
cũng như Hải Linh cũng hơi giật mình với tình huống vừa rồi. Cái bóng đã đi vào vị trí của Hải Linh và điểm chạm bóng ở cú đặt lòng này cũng không được như ý. Một bóng khéo léo. Mỹ Anh, Huỳnh Như không được. Huỳnh Như cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ của Philippines nhưng trọng tài đã quay mặt đi. Không có penalty cho Việt Nam. Đúng là bóng đã chạm tay đối với Reina Bonta. Mỹ Anh, cú sút xa của Thái Thị Thảo. Bóng đi cao so với khung thành của Olivia. Hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Thái Thị Thảo đã có thời gian để căn chỉnh thước ngắm của mình với một cú sút bằng chân trái. Để tiết kiệm sức của mình, mở bóng rất thoáng cho Mỹ Anh. Mỹ Anh, Olivia đã bắt gọn trái bóng. Pha xử lý khống chế bước 1 phải nói là siêu ngọt của Huỳnh Như. Nguy hiểm quá, không vào. Một tình huống mà rất nguy hiểm. Rất may là đội bạn không có cầu thủ nào tuyến 2 băng vào. Huỳnh Như Vạn Sự, không được. Đó là cú sút đầu tiên của Vạn Sự ở trận đấu ngày hôm nay sau khi vào sân. Vâng, cảm ơn các khán giả đã gửi những chia sẻ và gửi những câu hỏi cho chúng tôi để cùng mà tương tác trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, có khán giả hỏi là nếu sau trận này mà hòa 1-1 thì đội tuyển Việt Nam có nhất bảng được không? Bị trượt chân ở trận đấu đầu tiên và bị dồn vào một thế rất khó, nguy hiểm quá. Kim Thành đã bay người và bắt dính bóng. Quả chèo bóng rất khó chịu vào trong. Bóng đã đi ngang qua trước hai tiền đạo bên phía Philippines. Hơn một nửa thời gian của hiệp 2 đã trôi qua. Philippines đang chơi bóng bổng và tận dụng tất cả những cơ hội để có thể chơi tạt cánh đánh đầu. Đó là điều dễ hiểu khi mà đội bóng này có những cầu thủ cao lớn và họ rất hay. Đó là một tình huống phối hợp rất tuyệt vời. Mỹ Anh có thể dứt điểm. Sút bay không được. Pha phối hợp có bài của đội tuyển nữ Việt Nam. Người dứt điểm đó là Mỹ Anh. Thanh Nhã không kịp để chạm bóng. Nguy hiểm, như vậy là đội bạn đã có bàn thắng thứ hai. Người đã lập công cho đội tuyển Philippines là đội trưởng Harry Long. Chúng ta sẽ theo dõi lại một pha phối hợp rất tốt, cú đánh đầu ngược của Harry Long. Các trung vệ và hậu vệ của chúng ta đã không thể chọn được vị trí. Đã có những va chạm của cầu thủ đôi bên. Thẻ vàng dành cho cầu thủ áo số 15 bên phía Philippines, đó là Freeless. Freeless đã có tình huống va chạm với Bích Thủy. Pha va chạm của hai cầu thủ số 15. Freeless đã có những tác động vật lý với Bích Thủy. Và ngay lập tức phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính. Khá nguy hiểm. Kim Thành đã chơi an toàn. Đây là phút bù giờ cuối cùng rồi. Kết quả này đang là một dấu chấm hết cho Philippines. Dù họ có giành chiến thắng trước chúng ta. Và hết giờ.
một trận đấu thực sự khó khăn của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta đã để thua, nhưng chung cuộc đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta vẫn giành một tấm vé vào vòng bán kết